Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Tâm Linh 365 ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365 trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề sau ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch, tốt con giáp tài lộc bùa vây, may mắn, thuận buồm xuôi gió, hỷ tín ngập tràn. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem mình có nằm trong tốt những con giáp này không nhé. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chú ý lắng nghe. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về nội dung. Hết ngày 10 tháng 5, tốt con giáp có tài lộc tăng mạnh, hỷ tín dồn dập, giàu có tương vừng, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới đó là con giáp Tuổi Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp, Tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói chậm chạp, nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn. Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người Tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới, trong khi đó, một số con giáp Tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để đạt được thành quả như mong đợi. Rất có thể người Tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin được. Đây là khoảng thời gian có quý tinh trợ cho đường tình duyên của bản mệnh, giúp con giáp này dễ đạt được hạnh phúc như mong muốn. Sức khỏe ở thời điểm này của con giáp cũng khá tốt, sự vui vẻ hòa nhã giúp cho nhân duyên của những con giáp Tuổi Sửu ngày càng vượng. Nhờ thế mà chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều tiến triển tốt. Tả phù các tinh độ mệnh là dấu hiệu cho thấy đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang trên đà tiến triển, có quý nhân nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường cho mọi bước đi phía trước. Đừng để lỡ mất cơ hội. Tuy nhiên, điểm báo tử vi cũng cho thấy tiểu nhân đang rình rập con giáp này. Theo dõi vận trình sự nghiệp cho thấy, con giáp Tuổi Sửu cũng cần phải thận trọng gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Quý tinh có thể giúp cho bạn làm ăn thuận lợi dễ dàng nhờ các mối quan hệ được mở rộng. Nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân tả phù chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được rất nhiều những khúc mắc đường vòng, song có thể do bạn tiến quá nhanh khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh tị. Thiên cầu hung tinh nhập mệnh, con giáp này cũng dễ bị tiểu nhân chơi xấu. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất đi vị trí. Theo dõi vận trình tài lộc trong thời gian này của con giáp Tuổi Sửu, có tả phù trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt sau ngày 10 tháng 5. Tìm được nhiều cơ hội phát triển, nếu đi đúng đường đúng hướng mà quý nhân chỉ dẫn thì những con giáp này hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận về tay cao hơn nhiều so với thời gian trước đó. Thời điểm này là cơ hội tài lộc, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chứ nên để cho thời cơ trôi qua quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ với bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thu nhập cho bản thân mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Thời gian tình cảm của con giáp này cũng vô cùng may mắn, bản mệnh có thể sớm đón tin vui về đường con cái, tìm được cho mình nhiều niềm vui trong lúc tưởng chừng đã không còn nhiều hy vọng. Nếu vợ chồng con giáp Tuổi Sửu đang mong con thì hãy tích cực bồi bổ sức khỏe để sớm có tin vui trong thời gian tới.
Sau ngày mùng 10 tháng 5 này, con giáp Thủy Sửu gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp, chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Có tam hợp nâng đỡ, bạn gặp nhiều điều thuận lợi bất ngờ, quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những cơ hội triển vọng, giúp cho sự nghiệp phát triển hơn. Những người theo lĩnh vực học tập nghiên cứu hay là thi cử cũng sẽ đạt được những kết quả khả quan. Thời gian này, bạn hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân mình đừng ngần ngại. Bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp cho những người tiếp xúc với mình. Trên phương diện tài lộc cũng vậy, là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn, xây dựng những mối quan hệ khách hàng đối tác mới. Khoản tiền bạn kiếm được chủ yếu sẽ đến từ những hoạt động này. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt, bạn dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó. Điều này lại tiếp tục tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể là người giúp bạn khắc phục được khó khăn trước mắt, đồng thời tiếp tục vạch ra những hướng đi cho mai sau. Con giáp này cũng cần chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán, chỉ nhiệt tình với công việc thời gian đầu, sau đó lại dễ bỏ dở giữa chừng. Nếu cứ bỏ dở công việc như vậy, bạn không chỉ tạo thêm phiền phức cho người khác mà còn khiến chính bản thân mình mất điểm trong mắt của lãnh đạo. Trong vận trình tài lộc của bạn thì bạn nên cư xử mềm mỏng hơn với mọi người, không nên khăng khăng làm theo ý của mình, đồng thời bắt người khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Nếu biết cách xã giao hợp lý, bạn không chỉ dễ tạo thiện cảm mà còn đem lại cho chính mình nhiều lợi ích khó đoán trước. Con giáp này có tam hợp thúc đẩy, nên vận trình tài chính, may mắn và mở rộng. Tin rằng với sự thông minh, tài hoa, đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bạn sẽ có thêm được nhiều mối quan hệ, triển vọng trong tương lai. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới đó là con giáp tuổi Hợi. Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Hợi rất được lòng người, dịu dàng lại tốt bụng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác phái. Xung quanh họ có nhiều người vây quanh. Trong công việc, tuổi Hợi rất cầu tiến, dù xuất phát khiêm tốn, con giáp này cũng rất ham học hỏi, may mắn được quý nhân giúp đỡ. Trong tương lai, con giáp tuổi Hợi cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình. Tuổi Hợi sẽ thể hiện năng lực của bản thân trong công việc, có cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Con giáp này cũng gặp được quý nhân, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hanh thông và hạnh phúc. Theo dõi vận trình sau ngày mùng 10 tháng 5 sẽ cho thấy đây là thời cơ bạn không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp tài lộc mà tình duyên cũng có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Nhờ có cát tinh phù trợ, bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ. Bạn đã nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá chính xác tình hình cũng như năng lực của bản thân, nhờ thế mà đưa ra được những kế hoạch chính xác, có định hướng rõ ràng, cộng thêm tinh thần hăng hái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bạn sẽ phát triển một cách nhanh chóng, khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý trong thời gian tới, bạn chớ nên cả thèm chóng chán. Trên phương diện tài lộc, nhị hợp cũng giúp bạn trong mọi việc mở rộng mối quan hệ, bạn có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn có lợi. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực, đôi bên có thể cùng chung tay giải quyết những khó khăn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp xúc thêm các mối khách hàng mới. Người trẻ tuổi với nhiều khát vọng và hoài bão cũng đạt được những bước tiến đầu tiên có hy vọng. Con giáp này trong vận trình tình cảm, mục dục cho thấy bạn đã dần biết chú ý hơn đến ngoại hình của mình, nhờ đó mà bạn được chinh phục ánh mắt của những người xung quanh. Theo dõi vận trình sự nghiệp, dưới sự nâng đỡ của các cát tinh, sự nghiệp của con giáp này gặp nhiều thuận lợi, ít khi vướng phải khó khăn. Cho dù có vấp phải khó khăn đi chăng nữa thì cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Thậm chí thông qua việc này, bạn có thể nhận ra ai là người thực sự tốt đối với mình. Việc hợp tác làm ăn có lợi, bản tính cởi mở dịu dàng của bạn có thể tạo dựng mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp, đôi bên cùng giúp đỡ nhau phát triển. Bạn có thể nhận ra rằng tình đoàn kết sẽ giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời cũng giúp mình vững tâm khi đối diện với những sóng gió. Nguyệt lệch mộc dục cho thấy, người trẻ tuổi sẽ gặp nhiều dấu hiệu đáng nể, hy vọng ở thời điểm này. Bạn nên đề ra một kế hoạch phù hợp với thực tế rồi từng bước thực hiện, chớ nên nóng vội đốt cháy giai đoạn. Vậy, bạn nên nhanh chóng đạt được điều mà mình mong muốn. Người đang tìm việc làm thì cần phải bình tĩnh để xác định xem điều mà mình thực sự mong muốn là gì.
bạn không cần thiết phải chạy theo số đông hoặc là sốt ruột khi mọi người xung quanh mình đều đã dần ổn định. Bởi như vậy thì bạn rất dễ rơi vào tình cảnh đánh mất phương hướng. Khi cần đến sự trợ giúp hoặc là định hướng của người khác thì bạn hãy tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm hơn mình. Trong vận trình tài lộc của con giáp này, xác định được mục tiêu, đích đến của mình nên không bao giờ đánh mất phương hướng. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu có tích lũy. Các mối quan hệ làm ăn được mở rộng giúp bạn được chạm tay tới nhiều cơ hội đáng mơ ước. Bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển thêm trên những phương diện mà mình mong muốn từ lâu, chắc chắn sẽ thu được thành quả bất ngờ. Theo dõi các tinh trợ mệnh sẽ giúp bạn gặp được càng nhiều điều may mắn hơn. Với những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp, bạn cần bình tĩnh xác định đường đi nước bước. Với bản tính hay thay đổi thì bạn có thể nhanh chóng cảm thấy chán nản hay bỏ dở công việc giữa chừng. Điều này khiến cho công việc của bạn trở nên bấp bênh và thiếu ổn định. Trong thời gian này, bạn hãy là chính mình, không cần phải trưng diện hay khoe khoang để thu hút tầm mắt của người khác. Chỉ cần chăm chỉ cố gắng với công việc mình, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tiền lương dư giả, bạn cũng không nên chi tiêu quá hào phóng. Hãy luôn giữ cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những điều bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới đó là con giáp tuổi Mùi. Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Mùi tính tình cởi mở, thẳng thắn, bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt mọi người. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thất bại, nhưng con giáp này vẫn đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ, mục tiêu mà mình đã đề ra trước đó. Những người thuộc con giáp này hầu như không ngại khó ngại khổ. Con giáp này rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ, mong rằng mình có thể đạt được điều gì đó mỗi ngày. Họ không tính đến chuyện được mất mà luôn nỗ lực hết mình. Con giáp tuổi Mùi nhận được những cơ hội tốt để khẳng định bản thân, đó có thể là công việc hoàn toàn mới hoặc là một dự án công việc phù hợp. Những người kinh doanh cũng có cơ hội đầu tư sinh lời, hãy xem xét cân nhắc kỹ trước mỗi cơ hội để đạt được những thành công trong tương lai. Theo dõi vận trình cho thấy, về cơ bản thì bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn, cả sự nghiệp tình cảm đều có bước tiến đáng kể, khiến bạn luôn có tinh thần hăng hái và sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Theo tử vi có các tinh hỗ trợ, người tuổi này tích cực năng nổ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Bạn không còn phụ thuộc vào bất cứ ai mà tự lập tự chủ hoàn thành mọi công việc một mình. Rất có thể cấp trên sẽ hài lòng với sự thể hiện của bạn và cho bạn nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân hơn. Song con giáp này cũng cần phải nhớ, dù là có thành công hay có được cấp trên ưu ái như thế nào, bạn cũng chớ kiêu ngạo và tự phụ. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh làm ăn cơ bản là tốt, các mối quan hệ rộng rãi sẽ đem lại cho bạn nhiều ích lợi. Cộng với thái độ làm việc cần cù chăm chỉ, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, cũng đề phòng tiểu hao hung tinh. Tình cảm của bản mệnh tiến triển cũng khá tốt, nhiều tin vui báo về khiến bạn luôn ở trong trạng thái tinh thần hưng phấn. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng, bạn có thể nhân cơ hội này tìm ra người phù hợp với yêu cầu của mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp đang ngày một xích lại gần nhau hơn. Theo dõi vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Mùi có những bước phát triển rõ rệt, một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Lâm quan giúp cho con giáp này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn cũng chính là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Vì vậy, trong khi mọi người có xu hướng trốn tránh khi được giao trọng trách thì bạn lại sẵn sàng đứng ra để nhận nhiệm vụ. Sự năng nổ hoạt bát cũng giúp ích rất lớn cho việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn nhận thấy rằng tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể phát triển mạnh, đồng thời cũng giúp mình có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Thiên phú cát tinh là dấu hiệu tích cực trên con đường thăng quan tiến chức của bạn. Chỉ cần không ngừng cố gắng phấn đấu, bạn sẽ đạt được cái đích mà mình đã đặt ra, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo, tự tạo cơ hội để thăng tiến. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý, bạn cần phải giữ sự khiêm tốn, biết lắng nghe ở trong bất kỳ tình huống nào.
ngay cả khi bạn đã đạt được thành công và vượt lên trên người khác. Đừng để sự kiêu ngạo hay là bất cần của mình khiến mọi công sức từ trước đều đổ sông đổ bể hoặc khiến mình vô tình đắc tội với người khác. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng tốt nhất là ta nên hạn chế làm mất lòng người khác. Thời gian này cũng mang nhiều may mắn cho con giáp tuổi Mùi về đường tài lộc, bạn có nhiều cơ hội cải thiện tình hình. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây được ấn tượng với cấp trên, nên rất có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức tăng lương, khiến cho đời sống gia đình được cải thiện hơn trước ít nhiều. Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, thì tôi tin rằng với sự cần cù chăm chỉ của mình, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Những người làm ăn kinh doanh có tư duy khá độc lập, kiên định trong khoảng thời gian này, bạn luôn tự chủ trong việc đưa ra quyết định và thường không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu kết hợp được cả hai mặt vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe, thì bạn sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Có điều, tuổi này cũng cần phải chú ý đến tác động của tiểu hao đối với tình hình tài chính của mình. Tháng 9 này, có thể bạn sẽ phải tiêu pha nhiều cho những nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Vì thế, bạn tốt nhất nên mua những món đồ cần thiết, hạn chế chạy theo hứng thú nhất thời hoặc khoe khoang thể hiện trước mặt người khác, khiến số tiền phải tiêu pha đã nhiều, nay còn nhiều hơn nữa. Trong vận trình tình duyên của con giáp tuổi Mùi ở thời gian này, cũng may mắn không kém. Quan hệ giữa người với người tốt đẹp khiến bạn gặp được nhiều thuận lợi trong cả cuộc sống và tình cảm. Với người độc thân, bạn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà cũng nhận được nhiều sự quan tâm để ý của người khác giới. Thời điểm này, bạn có thể mở rộng các mối quan hệ cho các đối tượng triển vọng cơ hội tìm hiểu rõ hơn về bản thân. Bản mệnh không nhất thiết phải vội vàng đến với ai, mà hãy thông qua quá trình trò chuyện, tiếp xúc để nhận định xem ai là người phù hợp nhất với mình. Tin rằng thái độ tích cực, thiện chí sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người ưng ý. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.